Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Hóa An, thành phố Biên Hòa vừa tổ chức trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn nhân mùa lễ Vu Lan. Theo đó, đại diện địa phương đã trao tặng quà đợt 1 với 450 phần, mỗi phần trị giá 350.000 đồng, gồm gạo, nước tương, dầu ăn, muối, đường cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, công nhân lao động tự do và công nhân thuê trọ trên địa bàn. Nhân dịp lễ Vu Lan năm nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Hóa An sẽ phát 2 đợt quà với tổng trị giá hơn 250 triệu đồng, trao tặng 4.600 cuốn vở, 120 bộ sách giáo khoa cho các trường học trên địa bàn với tổng giá trị hơn 70 triệu đồng.